Theo Cơ quan Kiểm soát Lũ Lụt và Cứu trợ Hạn Hán, tỉnh Giang Tây, 43 hộ dân bị mất nhà ở và gần 161.000 hecta đất nông nghiệp bị ngập úng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính 1,86 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 260 triệu đô la Mỹ. Ngày 3 tháng 7, nhà chức trách Trung Quốc đã triển khai công tác ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với lũ lụt tại tỉnh Giang Tây. Ủy ban quốc gia về giảm nhẹ thiên tai đã cử một nhóm hướng dẫn và hỗ trợ chính quyền địa phương thực hiện công tác cứu trợ và cứu nạn nhằm đảm bảo nhu cầu cơ bản của người dân bị ảnh hưởng. Theo đề nghị của chính quyền tỉnh Giang Tây, nhiều cơ quan nhà nước đã cung cấp trang thiết bị cứu nạn cứu hộ với tổng giá trị khoảng 8,13 triệu nhân dân tệ cho tỉnh này. Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, mực nước ở các đoạn trung và hạ lưu sông Dương Tử và các hồ trong khu vực được dự báo tiếp tục dâng cao, có thể đạt đỉnh lũ để hỗ trợ công tác ứng phó lũ lụt tại các địa phương, 5 đội công tác và 4 đội chuyên gia đã được cử đến các tỉnh Hắc Long Giang, Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc và Hồ Nam. Dự báo đợt mưa lớn kéo dài cũng khiến mực nước ở các đoạn trung và hạ lưu sông Dương Tử tiếp tục dâng cao và có thể đạt đỉnh lũ. Trước đó, vào ngày 29 tháng 6, Trung Quốc đã ban hành cảnh báo đỏ về mưa lớn, mức nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp của nước này. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, một số khu vực ở các tỉnh An Huy, Giang Tô, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây và Quý Châu đang có mưa lớn, trong đó một số khu vực có thể có mưa lớn lên tới 280 mm trong vòng 24 giờ cho đến 14 giờ ngày 30 tháng 6. Cảnh báo tương tự vừa được kích hoạt cách đây 5 ngày, cảnh báo đỏ là mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp theo màu ở Trung Quốc. Ngày 29 tháng 6, Trung Quốc đã ban hành cảnh báo đỏ về mưa lớn, mức nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp của nước này. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc, một số khu vực ở các tỉnh An Huy, Giang Tô, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây và Quý Châu đang có mưa lớn, trong đó một số khu vực có thể có mưa lớn lên tới 280 mm trong vòng 24 giờ cho đến 14 giờ ngày 30 tháng 6. Cảnh báo tương tự vừa được kích hoạt cách đây 5 ngày, cảnh báo màu đỏ là mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp theo màu ở Trung Quốc. Cơ quan trên cũng đưa ra cảnh báo xanh, mức thấp nhất trong hệ thống cảnh báo đối với thời tiết như sấm sét, gió mạnh và mưa đá, dự kiến sẽ xảy ra ở nhiều khu vực như là Bắc Kinh, Hà Bắc, Nội Mông, Hồ Bắc, An Huy và Giang Tô trong thời gian tới. Sông Trường Giang cũng đang trải qua trận lũ đầu tiên của năm 2024 trong bối cảnh mực nước tại trạm Thủy Văn Cửu Giang đã dâng cao thêm 20 mét, đạt mức báo động vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 6. Các cơ quan chính phủ Trung Quốc đã cung cấp hơn 2,3 tỷ nhân dân tệ, tương đương 316,4 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ và tư khẩn cấp và lập kế hoạch khi lũ lụt và lở đất chết người do mưa xối xả kéo dài gần 2 tuần tàn phá một số vùng của nước này. Hôm 27 tháng 6, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phân bổ 496 triệu nhân dân tệ cho các tỉnh Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu và Quảng Đông, khu tự trị Quảng Tây. Ước tính hơn 700.000 người đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn ở tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc. Khoảng 177.000 người đã phải di rời khẩn cấp. Nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp liên tục dâng cao do lượng mưa lớn trên sông Ngô Giàng. Từ ngày 27 tháng 6, hồ chứa đập Tam Hiệp đã giữ lại khoảng 1,46 tỷ mét khối nước lũ. Sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc, có đập Tam Hiệp chắn ngang đã ghi nhận mực nước dâng vượt mức cảnh báo ở đoạn tại sông Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Tân Hòa xã thông tin, tính tới 21 giờ 50 phút ngày 1 tháng 7, nước lũ tại trạm thủy văn Hán Khẩu của sông Dương Tử đạt mức cảnh báo 27,3 m. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm từ tháng 8 năm 2024, mực nước sông Dương Tử ở Vũ Hán vượt mức cảnh báo theo trụ sở cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt Vũ Hán. Mưa lớn dai dẳng trong những ngày gần đây khiến mực nước trên dòng chính của sông Dương Tử cùng một số nhánh của lưu vực Hồ Bà Dương, Hồ Động Đình đã lên trên mức cảnh báo. Mực nước tại một số trạm thủy văn trong khu vực vượt mức trung bình của những năm gần đây lên tới 3,37 m. Theo các bản tin dự báo thời tiết, mưa lớn xảy ra ở Trung và Hạ lưu sông Dương Tử từ ngày 1 tới ngày 2 tháng 7 và những cơn mưa dự kiến di chuyển về phía tây và ảnh hưởng tới thượng nguồn sông Dương Tử cũng như là thượng nguồn và Trung lưu sông Hàn Giang từ ngày 3 tới ngày 7 tháng 7. Giới chức vụ Hán đã cử 14.500 nhân sự tuần tra các tuyến đê điều khắp thành phố mưa lớn cũng tàn phá khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây phía Nam Trung Quốc. Tối ngày 1 tháng 7, cơ quan khí tượng địa phương đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với mưa bão lên cấp 3 vì dự kiến mưa lớn tấn công nhiều nơi trong khu vực trong những ngày tới. Tính tới 8 giờ sáng ngày 1 tháng 7, 62 thị trấn ở 15 quận huyện của Quảng Tây đã ghi nhận lượng mưa từ 100mm đến 250mm trong đợt mưa mới nhất bắt đầu vào tối ngày 29 tháng 6. Cũng liên quan tới mưa lũ ở Trung Quốc, thời báo Hoàn Cầu thông tin mưa lớn và lũ lụt khắp phía Nam Trung Quốc khiến nước này vào mùa lũ từ ngày 1 tháng 7. Mức nước sông dâng cao vượt quá mức cảnh báo, được dự báo xảy ra trên các lưu vực sông quan trọng của Trung Quốc. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc NMC dự báo mưa lớn từ chiều ngày 1 tháng 7 đến chiều ngày 2 tháng 7 tại nhiều khu vực bao gồm Giang Tô, An Huy, Giang Tây và Sơn Đông của miền Đông Trung Quốc, các tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam của miền Trung Trung Quốc, các tỉnh Quý Châu và Vân Nam ở Tây Nam Trung Quốc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ở phía Nam Trung Quốc và một phần của khu tự trị Tân Cương ở Tây Bắc Trung Quốc với một số nơi dự kiến mưa dữ dội từ 250mm đến 260mm. Bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc nhận định, sau ngày 3 tháng 7, vành đai mưa sẽ di chuyển về phía Bắc và lượng mưa ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử sẽ giảm đáng kể, dẫn đến một đợt mưa không liên tục. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, lũ lụt trên mức cảnh báo sẽ xảy ra ở sông Dương Tử, Hồ Thái Hồ và lưu vực sông Châu Giang. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết trận lũ số 1 trên sông Dương Tử năm 2024 hình thành từ ngày 28 tháng 6. Do lượng mưa lớn trên sông Ngô Giang, dòng nước và hồ chứa đập Tam Hiệp tiếp tục dâng cao, hình thành đợt lũ đầu tiên ở mức 30.000 m khối trên dây vào ngày 28 tháng 6. Bắt đầu từ ngày 27 tháng 6, mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp đã dâng cao khoảng 2,9 mét so với hai ngày trước đó, giữ lại khoảng 1,46 tỷ mét khối nước lũ. Sông Trường Giang của Trung Quốc đang trải qua trận lũ đầu tiên của năm 2024 trong bối cảnh mừng nước tại trạm Thủy Văn Cửu Giang, một trong những trạm Thủy Văn chính, quan sát mực nước dòng chủ lưu tại đoạn giữa và thấp hơn của sông Trường Giang đã dâng cao thêm 20 mét, đạt mức báo động vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 6. Theo thông báo của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, do bị ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều sông nhánh kết nối với Hồ Bà Dương và Hồ Động Đình, hai hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc đã chứng kiến lũ lớn, Bộ này đã nâng phản ứng khẩn cấp với lũ lụt lên cấp 3 tại tỉnh An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc và Hồ Nam trong ngày 28 tháng 6, đồng thời khẩn cấp điều thêm 4 nhóm công tác đến các khu vực này để hướng dẫn xả lũ. Trung Quốc có hệ thống phản ứng khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp, trong đó cấp 1 là nghiêm trọng nhất. Mưa lớn liên tiếp nhiều ngày qua khiến nhiều khu vực ở Trung Quốc xảy ra lũ lụt. Thông tin của Bộ Thủy lợi đưa ra vào ngày 30 tháng 6 cho biết, hiện 98 con sông ở Trung Quốc có mực nước lũ vượt mức cảnh báo, trong đó các tỉnh Hồ Nam ở miền Trung và Giang Tây ở miền Đông đang đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng. Bộ này cũng cho biết, do mưa lớn liên tục từ ngày 25 tháng 6, 90 con sông trên lưu vực sông Dương Tử Trường Giang đã xảy ra lũ lụt. Mực nước ở chung và hạ lưu con sông này và hai hồ tại đây dâng cao nhanh chóng. Trận lũ lớn đầu tiên được đánh số trên sông Dương Tử năm nay đã hình thành hôm 28 tháng 6, với mực nước tại nhiều trạm thủy văn vượt mức cảnh báo. Công tác phòng chống lũ đang trong tình trạng nghiêm trọng. Tính đến sáng ngày 1 tháng 7, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo về mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng thứ hai trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp ở nước này. Tại tỉnh Giang Tây, mức nước nhiều sông hồ liên tục dâng cao và vượt mức cảnh báo. Cơ quan quản lý khẩn cấp tỉnh này đã phải yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường chuẩn bị vật tư và lực lượng, kiểm tra đê điều và tăng cường ứng phó với các rủi ro bất ngờ. Đến chiều ngày 29 tháng 6, lũ lụt và thảm họa địa chất từ ngày 22 tháng 6 đã khiến hơn 1 triệu người tại đây bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 950 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 131 triệu đô la Mỹ. Tại Hồ Nam, công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai vẫn nghiêm trọng và phức tạp. Tính đến ngày 29 tháng 6, tỉnh này có tới 1.505 hồ chứa tràn lũ hoặc phải xả lũ, đạt con số nhiều nhất trong một ngày kể từ đầu năm. Cuối tháng 6, Bộ Tài chính Trung Quốc tiếp tục phân bổ 45 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ 4 tỉnh là An Huy, Hồ Bắc, Trung Khánh và Hắc Long Giang sửa chữa đường xá bị phá hủy do lũ lụt. Trước đó, Bộ Tài chính đã kết hợp với Bộ Giao thông Vận tải của nước này phân bổ 105 triệu nhân dân tệ hỗ trợ bảy tỉnh sửa chữa đường bộ. Theo dự báo của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, Lưu vực Thái Hồ và Trung Lưu sông Tây Giang đến ngày 2 tháng 7, khiến các dòng chính tại đây vượt mức cảnh báo trên toàn tuyến vào khoảng ngày 2 tháng 7. Thái Hồ cũng có mực nước cao nhất vượt mức cảnh báo khoảng 0,3 mét vào khoảng ngày 5 tháng 7. Chính quyền huyện Bình Giang ở thành phố Nhạc Dương, Hồ Nam cho biết, đến trưa mùng 2 tháng 7, mực nước sông Mịch La chảy qua huyện và đổ vào sông Dương Tử đã đạt mức 77,7 mét, mức cao nhất được ghi nhận kể từ năm 1954 và vượt mức báo động hơn 7 mét. Theo China Daily, huyện Bình Giang, nơi sinh sống của 1,15 triệu người, ghi nhận tổng lượng mưa là 759,6 mm kể từ ngày 18 tháng 6, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép dữ liệu khí tượng vào năm 1961. Một phần ba thị trấn cổ Bình Giang và một nửa thị trấn mới đang chìm trong nước. Tờ Hồ Nam Nhật Báo đưa tin, nước lũ ở một số khu vực được cho là cao tới 3 mét. Chính quyền địa phương phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp thời chiến, cử 166 đội cứu hộ chuyên nghiệp với hơn 15.500 nhân viên và 1.695 thiết bị tới hỗ trợ cứu hộ, đồng thời di rời 15.539 người. Dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục đổ xuống huyện này cho đến ngày 3 tháng 7 với lượng mưa từ 80-120mm. tới Tần Hoa xã dẫn nguồn tin từ cơ quan dự báo thời tiết cho biết mực nước có thể vượt mức kỷ lục từng ghi nhận trước đó. Theo CCTV, tại huyện Mịch La ở hạ lưu sông Mịch La cũng thuộc thành phố Nhạc Dương, ít nhất hai người dân được báo cáo là mất tích sau trận lở đất hôm 1 tháng 7. Một con đê bị vỡ ở hai đoạn dọc theo thượng nguồn sông Mịch La tại Bình Giang gây ngập lụt nhiều vùng rộng lớn của huyện, trong khi các hồ chứa nước cũng tràn bờ các con sông lớn của Trung Quốc đã đạt mức báo động ở hơn chục nơi kể từ khi mùa lũ bắt đầu vào tháng trước. Theo Bộ Tài nguyên nước, lũ lụt lớn dự kiến sẽ xảy ra trên khắp Trung Quốc trong những tuần tới, bao gồm sông Hoài và lưu vực sông Hoài, Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử và sông Hoàng Hà, những con sông trải dài từ phía Tây sang Đông, cũng như sông Tùng Hoa và sông Liêu ở phía Đông Bắc nước này. Ngày 3 tháng 7, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin 242.000 người ở miền Đông nước này đã phải sơ tán khi mưa bão hoành hành tại nhiều địa phương, khiến mực nước sông Dương Tử và các sông khác dâng cao. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp tỉnh An Huy cho biết, tính đến 16 giờ ngày 2 tháng 7, mưa bão đã quét qua 36 quận huyện thuộc 7 thành phố trong tỉnh, gây ảnh hưởng tới 991.000 hộ gia đình và buộc 242.000 người phải sơ tán. Mực nước trên sông Dương Tử đoạn qua tỉnh An Huy vượt quá mức cảnh báo và tiếp tục dâng cao. Mưa lớn cũng đẩy mực nước ở 20 con sông và 6 hồ khác trong tỉnh này lên trên mức cảnh báo. Từ 17 giờ ngày 1 tháng 7 đến 17 giờ ngày 2 tháng 7, lượng mưa đo được tại hàng trăm trạm thời tiết trên khắp tỉnh An Huy lên tới 100 mm. Tại quận Hà Tây, gần thủ phủ hợp phì của tỉnh An Huy, lượng mưa đo được là khoảng 266mm. Chính quyền đã điều nhân lực đến giám sát các đập và đê dọc sông Dương Tử ở An Huy. Văn phòng Thời tiết tỉnh dự báo sẽ có nhiều mưa hơn trên khắp An Huy từ ngày 3 tới ngày 5 tháng 7 và đưa ra cảnh báo về thảm họa địa chất ở các khu vực phía Nam. Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã phải hứng chịu những điều kiện thời tiết khắc nghiệt kéo dài, từ mưa lớn đến nắng nóng thiêu đốt. Theo các nhà khoa học, lượng khí thải nhà kính lớn tại nước này là nguyên nhân làm trầm trọng hơn tình trạng biến đổi khí hậu, gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Tháng trước, lũ lụt ở tỉnh Hồ Nam đã cướp đi sinh mạng của 5 người, trong khi một vụ lở đất tại đây khiến 8 người thiệt mạng. Mưa lũ cũng là nguyên nhân khiến 38 người thiệt mạng ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc trong tháng 6 về lũ lụt sông Dương Tử, Tân Hoa xã thông tin tính tới 16 giờ chiều 30 tháng 6, mực nước tại các trạm thủy văn An Khánh, Đại Đồng, Vu Hồ và Mã An Sơn trên dòng chính của sông Dương Tử đã vượt quá mức cảnh báo từ 20 cm đến 40 cm. Theo trụ sở cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt ở tỉnh An Huy, mưa lớn cũng đã đẩy mực nước lũ lên trên mức cảnh báo ở 19 con sông khác trong tỉnh. Giới chức An Huy đã ban hành lệnh tuần tra 24 trên 24 với các đê kẻ và khổ chứa, đồng thời sơ tán kịp thời người dân ở vùng sẽ bị lũ lụt Sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc, có đập Tam Hiệp nổi tiếng ở Thượng Nguồn, đang trong đợt lũ số 1 của năm 2024. Mực nước tại trạm Thủy Văn Cửu Giang, một trong những địa điểm quan trắc quan trọng với mực nước dòng chính của sông Dương Tử ở Trung Lưu và Hạ Lưu Sông đã dâng cao tới 20 m đạt mức cảnh báo lúc 14 giờ chiều 28 tháng 6. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã nâng mức ứng phó lũ lụt khẩn cấp lên cấp 3 tại các tỉnh An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc và Hồ Nam, đồng thời cử thêm 4 đội công tác hướng dẫn cứu trợ lũ lụt. Theo giới chức An Huy, thông tin ngày 30 tháng 6, mưa bão khiến 811.000 người dân bị ảnh hưởng và buộc 195.000 người phải sơ tán. Tính đến 16 giờ chiều 30 tháng 6, mưa bão tàn phá 35 quận huyện ở 6 thành phố ở An Huy. Những cơn mưa xối xả chút xuống một vùng rộng lớn trong tỉnh An Huy trong vòng 24 giờ đến 17 giờ chiều 30 tháng 6, với 258 trạm ghi nhận lượng mưa trên 100mm, lớn nhất là 255mm. Để ứng phó khẩn cấp với mưa bão và lũ lụt, chính quyền 8 thành phố ở An Huy, trong đó có 5 thành phố dọc sông Dương Tử, đã cử 26.000 nhân sự tuần tra đê điều. Theo dự báo thời tiết mới nhất, trong 24 giờ tiếp theo, mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra ở các khu vực dọc và phía nam sông Dương Tử. Tuần trước, SMP đưa tin tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc trong tình trạng cảnh báo cao độ về nguy cơ vỡ đề và thương vong do dự báo mưa lớn dọc theo vùng Trung và Hạ Lưu, sông Dương Tử khi mực nước lũ sông Dương Tử dâng lên nhanh, đập tam hiệp đã tăng lượng xả lũ và hồ chứa sông Sinan ở Chiết Giang cũng đã mở thêm cửa xả lũ. Tại Chiết Giang, hơn 16.000 người ở Kiến Đức, Đồng Lư và Phụ Dương đã được sơ tán. Trung Quốc hôm nay 29 tháng 6 đã ban hành cảnh báo đảo về mưa bão, mức nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp của nước này, theo Tân Hoa Xã. Một số khu vực ở các tỉnh An Huy, Giang Tô, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây và Quý Châu sẽ có mưa lớn, trong đó một số khu vực có thể có mưa lớn hơn 280mm trong vòng 24 giờ cho đến 14 giờ ngày 30 tháng 6, theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc. Trung tâm khí tượng quốc gia của Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo xanh, mức thấp nhất trong hệ thống cảnh báo đối với thời tiết như sấm sét, gió mạnh và mưa đá, dự kiến sẽ xảy ra ở nhiều khu vực như Bắc Kinh, Hà Bắc, Nội Mông, Hồ Bắc, An Huy và Giang Tô trong thời gian tới. Trung tâm khí tượng quốc gia và Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã cùng đưa ra cảnh báo về thảm họa điện chất, cảnh báo rằng sẽ có nguy cơ cao xảy ra thảm họa điện chất ở một số khu vực thuộc hai tỉnh An Huy và Hồ Bắc trong hai ngày 29 và 30 tháng 6, trong khi một phần của các tỉnh Chiết Giang, Giang Tây, Hà Nam, Hồ Nam và Quỳ Châu cũng nên đề phòng các thảm họa điện chất do mưa có thể xảy ra, theo Tân Hòa Xã. Trước đó, Reuters ngày 27 tháng 6 ước tính nhiều cơ quan chính phủ Trung Quốc đã cung cấp hơn 2,3 tỷ nhân dân tệ, 316,4 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ, vật tư khẩn cấp và lập kế hoạch kỳ lũ lụt và lở đất chết người do mưa xối xả kéo dài gần 2 tuần tàn phá một số vùng của nước này. Hôm 27 tháng 6, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phân bổ 996 triệu nhân dân tệ, đợt mới nhất trong Quỹ cứu trợ thiên tài cho các tỉnh Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu và Quảng Đông và khu tự trị Quảng Tây, theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Trong tuần trước, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi chính quyền nỗ lực hết sức để bảo vệ người dân khi lũ lụt và thiên tai gia tăng. Hàng chục người đã thiệt mạng vì lũ lụt hoặc lở đất do mưa gây ra trong mùa lũ lụt hàng năm, trong đó miền Nam Trung Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề trong năm nay, theo Reuters. Ngày 23 tháng 4, Thâm Quyến, thành phố lớn nằm bên bờ đông của cửa sông Châu Giang tại tỉnh Quảng Đông đã nâng cảnh báo mưa bão màu cam lên màu đỏ, tức là mức cao nhất. Chính quyền kêu gọi hãy nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng ngừa và tránh xa các khu vực nguy hiểm như những vùng trũng thấp dễ ngập lụt. Thâm quyến nằm trong số những vùng đang hứng chịu mưa lớn đến rất lớn. Đầu tuần này, các khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ ở miền Nam Trung Quốc đã kêu gọi thực hiện mọi biện pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng do thiên tai, bao gồm sơ tán dân, tăng cường tần suất giám sát và đưa ra cảnh báo sớm để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, ngăn chặn các thảm họa như sạt lở đất. Cục khí tượng Trung Quốc đã phát cảnh báo màu vàng về mưa bão và cảnh báo màu xanh về thời tiết khắc nghiệt. Ngày dự báo sẽ có mưa lớn, sông bão, gió mạnh và mưa đá tại nhiều khu vực trên cả nước, bao gồm các khu vực cựu tỉnh Quảng Đông và khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây từ ngày 22 tới ngày 23 tháng 4. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết bốn cấp, trong đó màu đỏ là màu nghiêm trọng nhất, tiếp đó là màu cam, vàng và xanh. Theo Tân Hoa Xã, hôm 22 tháng 4, mưa lũ ở Quảng Đông, tỉnh có 127 triệu dân, đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có một nhân viên cứu hậu. Ngoài ra, 10 người vẫn đang mất tích và khoảng 110.000 người đã được sơ tán. Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4, mưa lớn đã ảnh hưởng một phần đến hoạt động của tuyến đường sát Bắc Kinh, Quảng Châu và Bắc Kinh, Cửu Long, khiến 305 chuyến tàu bị hủy hoặc phải quay lại các cảnh quay từ trên không được đài truyền hình trung ương trung quốc cctv phát vào cuối tuần qua cho thấy những ngôi làng bị ngập trong nước lũ chỉ còn thấy mái nhà và ngọn cây ở một số nơi bộ chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia trung quốc và bộ quản lý khẩn cấp tiếp tục phối hợp và triển khai công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ tại các khu vực trọng điểm ở miền nam và các khu vực khác để đối phó những đợt mưa lớn khác bộ thủy lợi trung quốc đã nhanh chóng triển khai kế hoạch phòng chống lũ lụt ở lưu vực châu giang Chính quyền đã nâng mức ứng phó khẩn cấp nhằm kiểm soát lũ lụt cho đồng bằng sông Châu Giang lên cấp 2 trong hệ thống 4 cấp vào cuối tuần qua. Khoảng 15.000 món hàng cứu trợ bao gồm 6.000 giường gấp, 6.000 khăn và các nhu yếu phẩm khác đã được gửi đến tỉnh Quảng Đông đầu tuần này.